Sau khi đã cài đặt xong phần mềm giả lập Android ND Player, tôi sẽ tiến hành mở nó lên. Tôi vào Set Flight. Thông thường khi để vào được Set Flight thì chúng ta phải đăng nhập bằng tài khoản của Google. Ở đây tôi đã đăng nhập rồi, cho nên tôi sẽ tìm ứng dụng đó là HCMX để điều khiển camera không dây HCMX trên máy tính. Rất khó cài đặt này. Rồi, tôi mở phần mềm lên. Đây là giao diện phần mềm điều khiển camera không dây HCMX. Tôi phóng lớn lên này. Rồi, tôi nhấp vào đồng ý này. Cho phép luôn và cho phép. Sau đó tôi tìm thiết bị camera mà tôi đã kết nối với mạng Wi-Fi. Ở đây tôi cài bằng mạng Internet. Tôi nhấn tiếp theo này. Rồi, tôi đã tìm thấy được hai camera quan sát này. Tôi sẽ thêm camera đầu tiên. Ở mật khẩu, tôi sẽ đặt một cái mật khẩu mặc định này. Rồi, đồng ý. Rồi, tôi đã tìm được camera rồi đây. Tôi tiếp tục tìm một cái nữa. Hiện tại camera của tôi đang có hai cái. Tôi chụp cùng một khẩu luôn. Và tôi tiến hành quan sát xem góc camera có góc rộng hay không này. Mình nhấp vào đây. Tôi xem đây màn hình này. Xem trực tiếp. Tôi phóng đèn này. Đây, hiện tại tôi đang quan sát phía trước cổng nhà tôi. Và tôi sẽ quan sát camera thứ hai như sau. Với camera HCMX này, chúng ta có thể quan sát màu ban đêm. Hiện tại ở đây tôi đang không chọn màu. Nói chung với giá tầm giá là 750.000 một bộ thì trên thị trường cũng có rất nhiều bộ có thể nằm trong tầm giá đó mà họ có thể quan sát được góc 360 độ. Còn với camera HCMX chỉ có thể quan sát là một vị trí cố định thôi. Độ sắc nét thì hiện tại cũng không hoàn toàn vượt trội so với các dòng camera khác. Rồi, tôi đã cài xong phần mềm HCMX trên máy tính để quan sát camera không dây. Hiện tại camera HCMX này chỉ có một nhà cung cấp duy nhất ở Đà Nẵng. Với camera HCMX tôi mua về 3 cái, khi cắm điện thì chỉ có hai cái hoạt động và một cái là không hoạt động. Tôi đã liên hệ với bên bán hàng nhưng tới 3 lần nhưng bên đó không giải quyết được vấn đề.
Như vậy khi các bạn mua hàng thì nên lưu ý, mặc dù camera quan sát này họ nói sẽ bảo hành 12 tháng nhưng thực tế tôi đã liên hệ 3 lần liên tục để không nhận được phản hồi, không nhận được hồi đáp. Như một đặc điểm nổi trội đó là camera này có thể quan sát được màu vào ban đêm. Nếu tôi để chế độ mà tôi để chế độ quan sát màu, rồi tôi sẽ thoát ra và tôi cài đặt chế độ hiển thị màu cho camera này. Rồi cài đặt màu. Camera này có chức năng báo động âm thanh. Chúng ta có thể tùy chọn, nhưng mà nếu mà báo động âm thanh thì tiếng phát tiếng ồn rất là khó chịu. Ví dụ như chó hoặc mèo chạy qua nó cũng có thể phát ra âm thanh nữa. Nên là cái này tôi không chọn. Tôi sẽ cài đặt chế độ màu này. Đây nguồn sáng kép. Nếu mà tôi chọn chế độ đủ màu thì tôi sẽ quan sát được cả màu vào buổi tối. Rồi tôi sẽ thoát ra và là quan sát chế độ màu. Rồi các bạn có thể thấy ban đêm vẫn có màu bình thường. Chọn chế độ HD. Đây một camera tôi đã chọn quan sát có màu đầy đủ màu ban đêm, còn camera này tôi chưa chọn quan sát, tôi chưa chọn màu cho nó. Và tôi sẽ chọn nguồn sáng kép này. Thật ra chức năng thông minh này nó đã có sáng đèn lên rồi. Còn tôi chọn cái chức năng này chỉ là chọn thêm thôi. Còn nếu mà các bạn không muốn mở đèn flash vào buổi tối để có chế độ đủ màu thì có thể chọn là chế độ hồng ngoại. Thế mà chọn chế độ hồng ngoại thì mọi người sẽ nhìn thấy camera quan sát vào buổi tối hoàn toàn chỉ có màu đen trắng. Ví dụ như ở đây tôi cũng quan sát ở chế độ hồng ngoại này. Nguồn sáng kép. Chế độ hồng ngoại. Rồi tôi trở về màn hình để tôi quan sát. Đó, bây giờ nó đã trở về chế độ hồng ngoại rồi. Rồi chế độ hồng ngoại. Còn nếu để chế độ hiển thị đầy đủ màu thì sẽ có hai cái đèn flash rất là sáng. Mà nhìn cái đèn này á, thì có vẻ như là dọa trộm hơn là chức năng quan sát. Vì hai cái đèn này sáng như hai cái đèn pha. Camera quan sát HCMX có chất lượng hình ảnh vừa phải, có quan sát hẹp. Nó có một nhược điểm cực kỳ khó chịu, đó là khi chúng ta cài đặt trên hệ điều hành Android. Tôi đã thử cài đặt trên 3 mẫu của điện thoại Samsung. Tất cả 3 đều có một tình trạng, đó là một SIM không thể nghe gọi hoặc chất lượng nghe gọi cực kỳ kém, cực kỳ không ổn định. Camera HCMX được bán với giá 750.000 đồng, tặng kèm thẻ nhớ 64GB. Tôi đã mua 3 cái của một nhà cung cấp ở Đà Nẵng, nhưng khi về câu điện thì chỉ có 2 chiếc chạy được, còn 1 chiếc không chạy được. Tôi đã 3 lần liên hệ với nhà cung cấp nhưng đều không được trả lời. Chính vì vậy tôi đánh giá là cung cấp có dịch vụ sau bán hàng cực kỳ kém,